Chào tất cả mọi người, chào tất cả anh chị em cô dì chú bác đã đến với kênh của Vườn Lan Trường Sơn. Ngày hôm nay thì đúng ngày đầu tiên của năm mới, năm 2024, Tết Dương Lịch năm 2024. Vườn Lan Trường Sơn xin chúc sức khỏe tất cả anh chị em cô dì chú bác trên mọi miền Tổ quốc, đam mê hoa lan, có một sức khỏe dồi dào, sang một năm mới có gặt hái được nhiều thành công và sưu tầm được nhiều loài hoa lan đẹp trên mọi miền Tổ quốc. Ngày hôm nay Trường Sơn cũng xin chia sẻ cho anh chị em nhân cái dịp đầu năm mới, sau một quãng thời gian cũng khá là dài, mất gần một tuần do công việc bận rộn, thế nên là cũng không lên live kênh YouTube để cho anh chị em có thể lựa chọn được cho mình những cái giò hoa lan trồng thuần. Và đặc biệt ngày hôm nay thì anh chị em nào mua hai giò lan có giá trị từ 500k trở lên, Trường Sơn sẽ tặng một cái món quà gì đấy, một giò lan gì đấy. Nếu anh chị em cứ khi mà đặt hàng xong, anh chị em cứ nói là tặng cái gì hoặc là muốn chia sẻ cái gì thì Trường Sơn sẽ chia sẻ cho anh chị em những cái giò lan, những cái món quà xinh xắn đến tay mọi người để mọi người có một năm mới thật là nhiều tài nhiều lộc và phát triển trên mọi lĩnh vực sức khỏe, rồi là mọi thứ đều thuận lợi trong năm mới, năm 2024 nhé. Vâng, bây giờ thì xin mời mọi người vào xem những cái video của Trường Sơn để lựa chọn cho mình những cái giò hoa lan trồng thuần tại vườn nhé. Vâng, xin mời mọi người ạ. Vâng, và đầu tiên thì Trường Sơn cũng xin chia sẻ cho anh chị em một cái giò lan hoàng thảo chuỗi ngọc. Đấy. Hiện tại cây giò lan hoàng thảo chuỗi ngọc này đang có nụ nhé mọi người nhé. Đang có nụ hoa rồi, cho nên là anh chị em có thể về và chờ hoa Tết thôi. Còn gì chờ đợi, hoa Tết âm lịch thôi ạ, còn chờ đợi gì nữa đúng không? Hiện tại đến bây giờ thì cách Tết khoảng độ hơn 40 ngày nữa thôi là chúng ta sẽ có đón chào năm 2024 âm lịch, đấy, Tết Nguyên Đán. Thì ở trong nhà chúng ta có những cây giò lan trồng thuần và phát triển khỏe, đẹp. Kèm thêm nữa đây là những cây giò lan chuỗi ngọc, hoa tím đậm, mắt màu đen nha anh chị em nhé, mọi người nhé. Nên là nó rất đặc trưng. Đấy. Giò lan như này mọi người sưu tầm, em để cho anh chị em với cái giá chỉ có 250k nhé, 250.000. Đấy. Giò lan chuỗi ngọc trồng đĩa dớn này. Đấy. 250.000 nhé. Cực kỳ là đẹp luôn. Đấy. Đơn hàng tiếp theo đó là một cái chậu trầm tím. Trầm tím trồng thuần năm nay năm thứ 3. Cây rất là to này. Và được ghép trên gỗ lũa này. Hiện tại thì chậu trầm tím này đang có chỉ có 3 thân thôi. Đây, 3 thân 3 khóm. Năm nay là cũng đang chuẩn bị có nụ rồi. Đang chuẩn bị có nụ rồi nhé. Ghép trên một cục gỗ lũa rất là xinh xắn như thế này. Cục gỗ lũa cực kỳ là đặc trưng. Đây anh chị em nhìn đây. Rất đặc trưng nhé. Và chậu gỗ lũa này, cái giò lan gỗ lũa này để cho mọi người với giá chỉ có 250k thôi. 250.000 đồng cho giò lan ghép lũa, cực kỳ xinh. Thật với anh chị em rằng là mua cục lũa này thì cũng phải mất tầm 150 rồi. Đấy. Nên là cái giò lan trồng 3 năm nữa, thôi cứ chia sẻ cho anh chị em thôi. Đấy. Rất xinh xắn, hoa thì rất thơm. Rất nhiều hoa, sai hoa. Đấy. Chỉ có 250.000 đồng thôi ạ. Trường Sơn lên cho anh chị em một cái giò lan đuôi cáo lá xếp. Đuôi cáo lá xếp. Đây, đây mọi người ạ. Đuôi cáo lá xếp rất là đẹp luôn nhá. Chậu đuôi cáo lá xếp. Nói về lan đuôi cáo thì mọi người biết rồi. Để trồng được một cái giò lan trồng thuần như thế này thì anh chị em mất ít nhất là 3 năm. 3 năm đấy ạ. Nếu như anh chị em mua hàng cân. Hàng cân đẹp nó có giá từ 350.000 một kg. Hàng cân bình thường, hàng chợ có giá từ 150.000 đến 180.000 đồng. Nhưng khẳng định với mọi người một điều rằng sẽ không bao giờ mua được cái giò lan, cái hàng cân mà có lá xếp đẹp như thế này. Đấy là Trường Sơn khẳng định với mọi người. Vì em trồng rất nhiều rồi. Quá nhiều lan đuôi cáo rồi và đến thật sự đến bây giờ là cũng cảm thấy nản, không dám trồng nữa. Giò lan đuôi cáo trồng 3 năm mới được như thế này. Chia sẻ cho mọi người, cái giá nó rất bình thường, dân dã thôi. Anh chị em nào muốn sưu tầm
để cho mọi người dò lan đuôi cáo có 3 cây như này. Lá xếp rất đẹp. Đấy, lá xếp. Đấy, ngọn đỏ đỏ này hòa sẽ rất là tuyệt vời luôn. Đấy. Chậu này anh chị em sưu tầm em để cho mọi người với giá là 420.000 đồng nhé. 420.000 đồng. Lan đuôi cáo lá xếp cực kỳ là ok. Đấy. Một chậu lan đuôi cáo bản lá to. Đấy. Bản lá rất to, rất đẹp. Lại còn lá xếp. Đấy. Lá xếp. Xếp thẳng tắp luôn. Đấy. Một mẹ một con. Bên này khuyến mại thêm mọi người một cái chậu thập hoa 5 cánh trắng, mũi màu đỏ. Đấy. Anh chị em nhé. Lá xếp cực kỳ đẹp. Đấy. Có giá là 1.800.000 đồng cho cây đuôi cáo này. Anh chị em nhé. Cực kỳ là đẹp luôn. Đấy. Cực kỳ là đẹp luôn. 1.800.000 đồng. Hôm rồi đang mải đi đi làm, thế có một anh hỏi nhà chú còn cái chậu kiều nào nó to to một tí, kiều lục bắc to to mà cái loại thân lùn ấy. Thực sự rằng là hôm đấy thì em không biết là lựa là vì em không ở nhà em không chụp được. Hôm nay mới nhớ ra là tôi đưa lên đây cho mọi người, anh chị em nào có thiện chí lấy cái giò kiều vuông lộc bắc thân rụt to đùng như này. Đây, anh chị em này. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 4, 6, 8, 20. Gần 30 thân nhá, anh chị em nhá. Gần 30 thân. 30 thân lá đó. Nuôi trồng thì anh chị em biết rồi. Trường Sơn trồng thì lúc nào cũng cho ăn khắc khổ. Cho giò lan nó khỏe, giò lan nó đẹp. Về anh chị em trồng và chăm sóc nó dễ dàng. Không phải mất quá nhiều công để gây dựng lại. Rồi thuần vườn, thuần khí hậu. Đây. Giò kiều vuông lộc bắc này. Anh chị em có thiện chí mua, sưu tầm. Em để cho mọi người với giá là 1.200.000 đồng. Tặng anh chị em thêm một chậu gỗ nghiến. Đường kính phi 40 để đặt em nó vào chơi Tết nha mọi người nhé. Có nhiều anh chị em hỏi cái thể loại gì mà nó lại tím như thế, đỏ như thế. Này, anh chị em thấy không? Đỏ, lá thì dày như kiểu nhựa. Rất hiếm cây được đỏ như thế này. Thấy mọi người thấy rằng là trồng thuần. Xin giới thiệu với anh chị em, cô dì, chú bác. Đây là giò lan quế tím, hay gọi là hồng dâu nhé. Trồng thuần 2 năm tại vườn, nhìn rất là đẹp. Anh chị em biết rồi, mua hàng về lựa chọn chăm sóc cây phát triển khỏe không phải đơn giản. Bên này có cây hoàng nhạn tháng 4 nữa này, anh chị em nhé. Chậu này anh chị em sưu tầm, em chia sẻ cho mọi người giá chỉ có 150.000 đồng. Sau khi trồng 2 năm. Đấy, hôm nay mùng 1 bán. Thường thường những giò này em bán tầm 250-270. Hôm nay em chia sẻ cho mọi người với giá là 150.000 đồng. Đấy, quế tím. Vâng, Trường Sơn này lúc nào có rất là nhiều loài hoa lan đẹp, trồng thuần lâu năm, sau đó là chia sẻ cho anh chị em, chia sẻ cho mọi người. Đấy. Cũng muốn là mọi người có thể sưu tầm một cách dễ dàng, phát triển tốt trên mọi vùng miền. Và cũng có những cái đặc trưng để làm sao mọi người có thể đi đâu đó, hoặc bạn bè đến vườn chơi, đến nhà chơi, nhìn thấy giò lan nó lạ lạ, chỉ cần nhớ đến Trường Sơn là cảm thấy rất là vui rồi. Giới thiệu với mọi người, đây là giò dáng hương tam bảo sắc, được thuần trên gỗ lũa, trên gỗ nhé, gỗ rừng, rất là khỏe, rất là tự nhiên. Chậu này thì có tới gần 20 ngọn. Đấy, cực kỳ là đẹp. Đây, anh chị em đây. Đấy. Và chia sẻ cho mọi người, chậu dáng hương tam bảo sắc này chỉ có 500.000 đồng thôi nhé. 500.000 đồng. Đấy, anh chị em ạ. Vâng, như vậy thì rất là cảm ơn anh chị em, cô dì, chú bác đã xem hết video của Trường Sơn.
Video cũng khá là dài, xin được tạm dừng tại đây. Mọi thông tin xin liên hệ qua số điện thoại 0987829002. Số điện thoại này Trường Sơn dùng cho cả Zalo và Facebook nhé mọi người nhé. Vâng, xin chào, hẹn gặp lại anh chị em, cô dì, chú bác ở những video clip tiếp theo ạ.